Ngày xưa khi mà chị quen Đạt á, mỗi lần mà chị với Đạt mà gây nhau á, cãi nhau hả? Đó, mà chị khóc vì á là chị gọi anh Giang. Wow. Xong rồi alo anh Giang đang ở đâu vậy, khóc hu hu hu. Cái anh Giang nói được rồi, đang ở đâu anh chạy tới. Đó là anh Giang chạy tới. Ha. Sao chị? Em có nhớ thời sinh viên không? Sinh viên hả? Hồi đó chị nhớ có một ca khúc về thời sinh viên rất là hay. Chị sẽ hát cho em nghe nha. Thôi chị đọc thôi. Chị đọc lắm hiểu. Hồi em đó chị đi karaoke chị hát mà lại được 100 điểm đó nghe. Cái máy nó bị lỗi chị ạ. À. Nó cài đặt sẵn 100 điểm. Để lệnh khách. Đời sinh viên có cây đàn khí ta. Đàn lên lên chúng ta cùng hòa ca. Bốn tiếng đàn sáng xinh sáng xinh. Hát lên bài nhớ. Chị hát câu đầu lắm, thấy nó cao lắm rồi. Tinh tăng tinh. Được rồi. Rồi. Hát ít thôi nó sẽ rất sang chị ạ. Hát ít thôi nó sẽ rất sang chị ạ. Hát nhiều bớt sang. Nhưng mà thật sự chị chỉ có hát vài câu đầu thôi. Nhưng mà tự nhiên lần đầu tiên thấy lay động cái cảm xúc của mình nhá. Đúng rồi. Mấy bữa chị hát làm bị sợ. Đúng rồi. Nhưng hôm nay tự nhiên chị hát em thích con tim nó đập bồi hồi giống mình nhớ lại cái thời sinh viên. Giờ nhớ nhau, thôi, nhớ nhau. Được rồi, được rồi. Giờ nhớ nhau ôm chồng hai con. Chồng hai con nhưng mà chị vẫn nhớ về thời sinh viên đúng không? Nhớ chứ, thời sinh viên. Sao quên được? Thời sinh viên của chị là vui ơi là vui. Sao luôn. Vui chị? Tại vì cái thời đó nó không có như bây giờ. Nó thiếu thốn nhiều cái lắm. Nó không có mà mạnh ai cầm cái điện thoại ôm ôm vậy đâu. Suốt ngày là chỉ có đi lên trường học rồi diễn kịch với nhau. Mà ngày xưa ở trong trường sân khấu là chị thân nhất với lại anh Giang, anh Trường Giang nè. Đó rồi bé Gia Linh, rồi Nam Thư. Có một cái thời gian là chị với lại anh Trường Giang với lại Nam Thư ở chung nhà với nhau. Wow, là chung nhà chứ, chung một ngôi nhà luôn hả? Chung một ngôi nhà với nhau. Trời ơi, chắc ngôi nhà đó nó vui và nó cũng ồn ào lắm ha. Vui mà nghĩa là lúc nào cũng có tiếng hả? Cười. Thì em nghĩ đi, ba cái miệng tụm lại. Vui ơi là vui. Rồi ngày xưa không có tiền nhiều đó mà... Đâu phải ai cũng có xô đâu. Thì đứa nào mà còn có tiền á thì sẽ đi chợ nấu cơm cho những đứa còn đúng. Lại mà chị với Thư thì hồi đó không có biết nấu ăn nấu uống đó. Chị vẫn nhớ hoài cái hình ảnh là anh Giang đứng dưới bếp nấu ăn đó, vừa nấu ăn vừa hát nấu xong cái đứng ngay cầu thang con mời hai bà xuống ăn cơm mà anh Giang lại thích cái điều đó. Anh Giang nấu ăn ngon đúng không? Ngon. Rồi cái chị với Thư đụng đỉnh xuống ăn cơm xong anh ơi mang xong rồi rửa chén đi anh, là anh Giang làm hết. Trời ơi, chưa hết được nha. Rồi á hả, nghĩa là chị với anh Giang phải nói sao ta, lúc nào chị cũng đeo bám mà có cái kỷ niệm nào mà nó đặc biệt không? Có. Ví dụ chị với anh Giang á là giống như là kiểu ngày xưa khi mà chị quen anh Đạt á, mỗi lần mà chị với anh Đạt mà gây nhau á, cãi nhau hả? Đó, mà chị khóc vì á là chị gọi anh Giang. Wow. Xong rồi alo anh Giang đang ở đâu vậy, khóc hu hu hu. Cái anh Giang nói được rồi đang ở đâu anh chạy tới. Đó là anh Giang chạy tới. Đó, ngồi rồi nhiều khi á hả là cãi lộn với anh Đạt xong cái hả ngồi đằng sau xe anh Giang trở về, tao ở chung nhà mà anh em ở chung nhà thì chị ngồi đằng sau xe chị khóc hu hu nguyên cái đường ai cũng nhìn anh Giang. Tưởng anh Giang là bạn trai chị làm chị khóc phải không? Mà anh Giang nói trời vợ ơi mày đính đi vợ ơi, tao nhục quá vợ ơi. À, dễ thương lắm, có nhiều cái thú vị lắm. Còn Kiều Minh Tuấn, em biết Kiều Minh Tuấn mà. Có chứ em biết. Ngày xưa á Kiều Minh Tuấn nổi danh là gọi là sao ta, nam thần dầu nước xả, là tại vì hồi sinh viên thì nghèo mà không có tiền thì Kiều Minh Tuấn xả đồ quá em, giặt đồ xong rồi xả cái nước còn thơm quá ổn tắm. Kiều Minh Tuấn tắm xong một cái là thơm một tuần lễ mà nó thơm cái mùi, em biết không, cái nước xả mà nó tắm á nó thơm mà nó nồng nặc lắm, nghĩa là bình thường thơm là em thích bình thường mà thơm nhẹ thì đúng không, còn cái này nó thơm mà kiểu như vừa mới ngầu vô là sọc vô mũi người ta là người ta tránh liền. Trời ơi, vậy hóa ra anh Tuấn là thánh tắm mà. Thánh tắm nước xả à? Nam thần nước xả. À, nam thần nước xả, đúng rồi. Đúng rồi. Là đâu có ai dám làm cái chuyện đó, đúng nước rồi. Xả mà lấy tắm luôn. Nhưng mà trong những cái khó khăn đó, tự nhiên mình nghĩ lại nó vui vậy, nó vui tươi lắm. Vui lắm. Và dạ nghĩ là không chỉ riêng dạ và Khoa đâu, mà tất cả quý vị khán giả cũng có một thời sinh viên thiệt là đẹp đúng không ạ? À?